Xin chào cô chú, anh chị và các bạn. Video hôm nay mình sẽ chia sẻ với mọi người cách làm mứt cà rốt. Mứt cà rốt ăn rất là ngon, dẻo thơm và lạ miệng. Tết cũng đã đến rồi, mọi người thử làm món mứt này tiếp đãi người thân và bạn bè nha. Nguyên liệu hôm nay mình có 3 củ cà rốt khoảng 600g. Mọi người nên lựa củ cà rốt suôn thẳng như này để khi mình bào sẽ dễ hơn. Bây giờ mình sẽ đi gọt vỏ hết số cà rốt mà mình có nha. Sau khi gọt xong, mình sẽ cắt bỏ phần gốc của cà rốt. Cà rốt thì tùy theo mọi người, có thể cắt tỉa thành bông hoặc là sắc lát để mình xên nha. Còn mình sẽ dùng dao bào thành sợi mỏng để mình xên. Trước khi bào, mình sẽ chuẩn bị một thau nước muối pha loãng để sau khi bào cà rốt xong mình sẽ cho vào ngâm. Mình sẽ dùng dao bào và bào thành những sợi như này. Mình bào sợi như này khi mình xên xong, nhìn trông mứt rất giống với mứt dừa. Và mình sẽ bào hết số cà rốt của mình có nha. Cà rốt sau khi bào xong, mình sẽ ngâm vào nước muối pha loãng khoảng 10 phút. Sau khi ngâm được khoảng 10 phút, mình sẽ rửa sạch lại với nước lạnh khoảng 2 lần. Sau đó mình sẽ đem cà rốt đi ngâm với nước vo gạo. Mình sẽ ngâm với nước vo gạo khoảng 5 tiếng. Nếu cô chú anh chị và các bạn có nước vôi trong thì mình ngâm với nước vôi trong nha. Đây là cà rốt của mình sau khi ngâm với nước vo gạo khoảng 5 tiếng. Sợi cà rốt lúc này sẽ cứng nha mọi người. Sau đó mình sẽ đem rửa sạch lại với nước lạnh khoảng 5 đến 6 lần cho sạch nước vo gạo. Và mình đem đi trụng sơ qua nước sôi nha. Mình sẽ vắt vào nồi nước trụng một trái chanh. Mình vắt chanh vào đây là để khử mùi nước vo gạo. Nếu mọi người không có chanh thì có thể thay thế bằng tắc nha. Mình có thể vắt 3-4 trái tắc và tùy theo số lượng cà rốt mình làm nhiều hay là ít. Mình sẽ trụng sơ cà rốt trong khoảng 2 phút thôi nha. Và mình sẽ chuẩn bị một thau nước đá lạnh. Vỏ chanh sau khi mình vắt, đừng bỏ đi mà hãy để vào thau nước đá luôn nha. Sau khi cà rốt trụng được 2 phút, mình sẽ vớt sang thau nước đá lạnh. Lúc này thì sợi cà rốt của mình đã bắt đầu mềm và dẻo rồi nha mọi người. Bây giờ mình sẽ vớt ra rổ để cho ráo nước, sau đó mình sẽ ướp với đường nha. Sau khi mình vớt ra rổ và để ráo nước, thì mình cân được khoảng 400g cà rốt và mình sẽ dùng 200g đường để ướp. Mình sẽ ướp cà rốt trong khoảng 5 tiếng. Đây là cà rốt của mình sau khi ướp được khoảng 5 tiếng rồi nè. Bây giờ mình sẽ đem đi xên nha. Mình sẽ cho phần nước đường của cà rốt vào đun cho sôi. Tiếp đó cho cà rốt vào và xên với mức lửa lớn. Sau khi nước cà rốt đã sắc lại, mình xên ở mức lửa thiệt là nhỏ nha mọi người. Và mình cứ xên đều tay để sợi cà rốt khô và bung đều lên nha. Sợi cà rốt đã khô và bung đều lên. Với màu tự nhiên của cà rốt nhìn trông rất hấp dẫn. Và nếu mọi người chưa ăn thử thì nhìn trông rất giống mứt dừa. Nhưng không phải ạ. Đây là mứt cà rốt rất dẻo thơm. Và đây là dĩa mứt cà rốt của mình sau khi xên xong. Trông rất là hấp dẫn nè mọi người ơi. Và cũng còn vài ngày nữa là đến Tết rồi. Chúc mọi người làm thành công với món mứt này nha. Mọi người đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để đón xem những video tiếp theo của mình nha. Hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo.